Bà Nguyễn Thị Bảy, xóm Mõn Thượng, xã Tân Kim, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ, từ năm 2019 đến nay, gia đình nhập dê từ Lào về nuôi qua một đơn vị trung gian. Giống dê nhập khẩu này có đặc tính chống chịu với thời tiết và dịch bệnh tốt. Trung bình một con dê khi xuất bán đạt trọng lượng từ 40 đến 45 kg một con, có những con vượt trội lên đến 50 kg. Về cơ bản, nuôi dê ổn định giá cả nên ít rủi ro hơn so với chăn nuôi lợn. Dịch bệnh cũng ít xảy ra mà xử lý cũng đơn giản hơn. Do đó, nếu giá bán ổn định và dê không bị bệnh, thì trung bình mỗi con dê được lãi khoảng 700 đến 800 ngàn đồng khi xuất bán. Có thời điểm được giá như vừa rồi thì có thể lãi 1 triệu đồng một con. Như vậy, mỗi năm trung bình, gia đình bà Bảy dễ dàng thu về lợi nhuận từ 100 đến 120 triệu đồng từ việc nuôi dê.